Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình bàn tròn pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn tiếp cận pháp luật chắc hẳn là cụm từ còn khá mới mẻ với nhiều người. Nhưng mà thực tế hiện nay thì chuẩn tiếp cận pháp luật đang trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc đối với các địa phương, nhất là các địa phương hiện đang thực hiện cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vậy thì sẽ có những vấn đề nào đặt ra cho các địa phương khi thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, và chuẩn tiếp cận pháp luật thì sẽ mang lại những lợi ích gì cho các địa phương? Đây sẽ là câu chuyện được bàn luận trong chương trình bàn tròn pháp luật hôm nay, và xin được giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: ông La Thanh Tân, đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, và một vị khách mời mà đại diện cho một địa phương mà hiện đang thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật là ông Trương Văn Thiết, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Cương, huyện An Dương. Và trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu xem bản chất của chuẩn tiếp cận pháp luật là gì, và để được công nhận là chuẩn tiếp cận pháp luật thì các địa phương cần phải đáp ứng những tiêu chí gì. Ngày 8 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 619 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở thay thế cho quyết định số 09/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 619 đóng vai trò bảo đảm quyền được tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật của người dân. Do vậy, quyết định số 619 quy định 5 tiêu chí bao gồm 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm. Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã phải đáp ứng các điều kiện như không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa. Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại 1, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại 2 và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại 3. Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên. Chúng tôi thấy là cái chuẩn pháp luật thì nó đi rất là tốt, đặc biệt nó đi vào cái cuộc sống của người dân. Nếu như mà chúng ta mà không thực hiện tốt cái chuẩn pháp luật người dân này, chúng tôi nghĩ là chắc là nó còn nhiều những cái vấn đề khác nó không được đẹp, nhưng mà khi chúng tôi triển khai được cái chuẩn pháp luật rồi thì người dân chúng tôi là rất phấn khởi, đặc biệt là nó tăng thêm được cái tình làng nghĩa xóm. Việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn liền với sự thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng là điều kiện công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đảng bộ chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã. Thưa ông Tân, là với vai trò là một cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thì thời gian qua Sở Tư pháp đã có những cái hoạt động gì để các xã mà thực hiện cái chuẩn tiếp cận pháp luật đạt được kết quả? Trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu Ủy ban thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp để tổ chức một cái hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về những cái nội dung của chuẩn tiếp cận pháp luật theo quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ. Cái thứ hai là đồng thời với đó thì Sở Tư pháp cũng hướng dẫn các quận huyện thành lập các cái hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Thì đến nay thì trên thành phố đã có 14 trên 15 quận huyện đã thành lập cái hội đồng này. Cái nữa là Sở Tư pháp cũng đã biên soạn các tài liệu để hướng dẫn cho các cái đơn vị ở cấp dưới thực hiện các cái tiêu chí đánh giá theo cái chuẩn tiếp cận pháp luật. Liệu có dẫn đến cái việc thiếu khách quan hay không khi mà để các địa phương mà tự đánh giá về số điểm cũng như tự lập hồ sơ để xin công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới Ủy ban Nhân dân huyện? Theo tôi nghĩ thì hiện nay thì theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì các cái tiêu chí về đánh giá về chuẩn tiếp cận pháp luật đã có những cái quy định rất cụ thể về cái tỷ lệ và cái số điểm, cho nên cái việc các xã tự chấm điểm thì đấy cũng không có ảnh hưởng về mặt chủ quan hay là khách quan, mà dựa trên các cái tiêu chí cụ thể và những cái việc làm kết quả cụ thể. Cái thứ hai là bên cạnh cái việc tự chấm điểm thì Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện thì sẽ công nhận cái đạt chuẩn này trên cơ sở cái đánh giá của hội đồng đánh giá tiếp cận chuẩn pháp luật của quận huyện. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cơ quan
có đủ cái thành phần cũng như là cái cơ quan chuyên môn để tham mưu là cho Ủy ban nhân thành cấp quận huyện ra quyết định một cách chính xác. Thưa ông Thiết, là Đặng Cương thì là một trong những địa phương mà hiện nay đang thực hiện về cái chuẩn tiếp cận pháp luật. Vậy ông có thể cho biết rằng là đến thời điểm này thì công tác này đã được địa phương thực hiện như thế nào ạ? Triển khai quyết định 619 của Chính phủ về đánh giá cái tiêu chí tiếp cận pháp luật thì trong thời gian vừa qua đấy, thì xã Đặng Cương chúng tôi đã tập trung sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân thành phố, địa phương đã tổ chức phân công cho mỗi cán bộ công chức phụ trách các tiêu chí, và quá trình tổ chức đánh giá thì căn cứ vào nhiệm vụ tại cơ sở và kết quả thực hiện tại địa phương thì đảm bảo các cái tiêu chí, các cái nội dung đều được phân định và đánh giá một cách cụ thể nhất. Và chính vì cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện như vậy thì chúng tôi thấy rằng đã đạt được cái kết quả nhất định. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 12 thì địa phương bắt đầu tổ chức thực hiện, và đến ngày 31 tháng 12 của năm thì tổ chức đánh giá xong về cái tiêu chí tiếp cận pháp luật tại địa phương. Thưa ông Tân, là so với quyết định số 09 năm 2013 của Chính phủ thì quyết định số 619 lần này thì có nhiều cái sự thay đổi. Vậy ông có thể cho biết rằng là cái sự thay đổi đó là gì và vì sao lại có cái sự thay đổi này ạ? Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2013 đã được triển khai, và qua một thời gian thực hiện thì đã phát sinh những cái bất cập mà nó chưa phù hợp với thực tiễn. Và quyết định số 619 của Thủ tướng đã ban hành để đơn giản hóa một số cái tiêu chí. Cụ thể là đã giảm 3 tiêu chí và 16 chỉ tiêu. Và đặc biệt là trong cái điểm mới ở đây nó là có cái tiêu chí về cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Vâng, thưa ông Thiết, là vừa giờ cho ông Tân có nói về cái sự hài lòng của các tổ chức cá nhân mà khi về cái chất lượng cũng như thái độ phục vụ khi mà thực hiện cái thủ tục hành chính. Vậy xin ông cho biết rằng là địa phương đã làm gì để mà đạt được cái tiêu chí mà vốn mang cái tính chất định lượng này? Với bà con nông dân thì khi mà thực hiện thủ tục hành chính ở cấp xã, không chỉ đơn giản mà mình giải quyết một cái thủ tục hành chính đơn thuần là xong, mà những cái thắc mắc của bà con thì mình phải giải thích làm sao cặn kẽ để đạt được cái việc mà khi người ta nhận được kết quả là phải hài lòng và không còn các ý kiến nào thắc mắc trong cái việc thực hiện thủ tục hành chính. Đây là cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng. Đặc biệt là trong cái tiêu chí này thì xã Đặng Cương đã thực hiện đánh giá dựa trên cái chỉ số cải cách thủ tục hành chính PAT Index. Thì đây là cái việc mà tổ chức thực hiện đối với việc đánh giá tiêu chí này thì dựa trên cái kết quả đã giải quyết hàng năm thì chúng tôi tổ chức phát phiếu cho công dân đạt được cái 15% cái số lượt công dân đã giải quyết của năm trước để lấy phiếu. Trên cơ sở đó, nhân dân đánh giá về cái việc mà đã hài lòng chưa đối với kết quả thủ tục hành chính tại cấp xã. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 10 năm 2016 thì Chính phủ có ban hành quyết định 1980 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó thì có quy định là tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí Quốc gia. Thế nhưng thực tế hiện nay thì là nhiều xã của Hải Phòng đã về đích nông thôn mới trước khi có quyết định ban hành. Điều này cũng có nghĩa rằng là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mà vẫn chưa đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Năm 2013, xã An Hồng, huyện An Dương đã hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Diện mạo địa phương có nhiều thay đổi, đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Nhiều công trình công cộng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư, nâng cấp và cải tạo. Nông thôn mới đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1980 về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong số các tiêu chí thì chuẩn tiếp cận pháp luật đã trở thành một tiêu chí bắt buộc để đánh giá xã về đích nông thôn mới. Với An Hồng, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành trước thời điểm quyết định 1980 có hiệu lực thi hành. Vì thế đến nay, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật mới đang được địa phương từng bước triển khai.
cuối năm 2016, An Hồng đã tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng và thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính. Thôn Thuần Tị có gần 360 hộ. 50% số hộ đã được phát phiếu đánh giá, kết quả là 100% đều bày tỏ sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. Làm người dân thôi, nhưng mà mỗi khi được cái chủ trương của địa phương lấy phiếu tín nhiệm thế, thì tôi thấy đây là cái phát huy cái dân chủ rất tốt. Cái cách hành chính của địa phương thì phải nói là khi mà có cái chủ trương và xây dựng nông thôn mới thì phát huy tốt, mà mọi cái việc giải quyết thì rất nhanh gọn cho dân, dân rất hài lòng. Thì trước kia là phải chờ đợi để mất thời gian, thế nhưng mà đến bây giờ thì phải nói là rất nhanh chóng. Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân đã được địa phương triển khai từ nhiều năm trước, song so với số lượng tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật đề ra vẫn còn khiêm tốn. Đặc biệt là một vài năm trở lại đây, đội ngũ cán bộ tư pháp thường xuyên có sự thay đổi đã làm ảnh hưởng tới công tác chấm điểm và đánh giá các chỉ tiêu. Việc mà củng cố kiện toàn hồ sơ về cái công tác giáo dục pháp luật thì đối với địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện. Bởi vì cái này thì cái năm 2013 thì đối với cái việc thực hiện cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì nó chưa bắt buộc cái này. Nhưng mà đến giờ phút này thì đối với địa phương tiếp tục sẽ hoàn thiện bổ sung để đề nghị huyện công nhận địa phương đã hoàn thành cái chương trình tiếp cận giáo dục pháp luật trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2018. Trường hợp của An Hồng không phải là hy hữu. Trên thực tế, do thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới không trùng nhau, nên nhiều xã nông thôn mới hiện nay đang từng bước hoàn thiện việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Thậm chí có địa phương nông thôn mới còn tỏ ra chủ quan trong triển khai hay lúng túng khi nắm bắt các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Thưa ông Thiết, là Đặng Cương hiện nay thì đã đạt về đích nông thôn mới đúng không ạ? Nhưng mà đang thực hiện cái việc mà chuẩn tiếp cận pháp luật. Vậy ông có thể cho biết rằng là trong cái việc thực hiện cái chuẩn tiếp cận pháp luật này thì là ông thấy là ở góc độ địa phương mình thì cái tiêu chí nào là tiêu chí mà khó thực hiện nhất? Hai cái tiêu chí về an ninh trật tự và giải quyết đơn thư khiếu nại tại địa phương thì đòi hỏi là quá trình đánh giá để kết quả các vụ việc phải giảm so với năm trước. Thì đây là cái tiêu chí động đối với xã Đặng Cương là cái xã về đích xây dựng thôn mới, tuy vậy lại là cái xã tiếp giáp với nội thành, các cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Cùng với đó thì hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai nhiều các dự án quan trọng thành phố, đặc biệt là tuyến đường giao thông đô thị của Hải Phòng. Do vậy mà các cái chính sách bồi thường, thu hồi đất và quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Thì chính vì cái quyền lợi đó thì có thể là người ta vẫn thắc mắc và có ý kiến. Do vậy mà các vụ việc của địa phương tập trung giải quyết nó cao hơn và thậm chí có thể là nhiều hơn năm trước. Thưa ông Tân, là với những cái xã mà về đích nông thôn mới nhưng mà hiện nay vẫn còn đang thực hiện cái chuẩn tiếp cận pháp luật như là trường hợp của Đặng Cương thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thực hiện cái chuẩn tiếp cận pháp luật của chúng ta thì đã được thực hiện từ trước. Và đến nay thì cái bộ tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật nó gọn hơn, nó rõ hơn. Thì cái việc mà để triển khai tiếp tục là xây dựng cái chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã đã chuẩn về nông thôn mới thì tôi nghĩ rằng là cái việc xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật thì cũng vẫn tiếp tục thực hiện theo các cái quy định mới của Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi tiếp xin đặt sau cho ông Thiết là thưa ông, là để cái mục tiêu mà xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phát triển một cách bền vững thì theo ông cần phải có những cơ chế gì ạ? Phải thực hiện cái cơ chế trao quyền và nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính ở cấp xã. Nhiều năm liên tục trong cái tiêu chí đó mà cán bộ công chức được phân công mà không hoàn thành được cái trách nhiệm đó, hoặc là rơi vào cái tiêu chí mà liên quan đến cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu như nhiều năm liên tục mà người dân không hài lòng với cái kết quả giải quyết hành chính hoặc là kết quả giải quyết nó không đảm bảo thì thủ trưởng cơ quan là chủ tịch ủy ban nhân dân xã có thể là có cái quyền để một là thay thế, hai là điều động luân chuyển cái vị trí công tác của cán bộ công chức đó. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân mà dẫn đến những cái vi phạm pháp luật xảy ra là do sự thiếu hiểu biết và nhận thức về pháp luật còn kém, và xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật chính là một trong những mục tiêu nhằm phát huy cái vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Mỗi một người dân, mỗi một cán bộ, mỗi một tổ chức hoặc một đơn vị tuân theo pháp luật và nghiêm chỉnh thực thi pháp luật,
Đến đây thì thời lượng của chương trình Bàn tròn pháp luật cũng đã hết. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.